Thế giới điện thoại cổ Vincolan xin kính chào tất cả các bác. Và hôm nay em sẽ giúp các bác phân biệt được đâu là điện thoại Nokia 8600 Luna nguyên zin 100% nguyên bản và đâu là 8600 Luna hàng vỏ sơn lại. Thì nó có một loại thay vỏ nữa, nhưng mà hiện tại thì em chỉ đề cập đến hai loại, là loại nguyên zin 100% và loại sơn lại vỏ như mới. Thì đây, em sẽ cho cận cảnh bác xem. Đây, đầu tiên chúng ta nhìn vô màn hình, chúng ta thấy sự khác biệt rõ rệt ngay từ cái đầu nhìn, ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Bởi vì sao? Đây, chúng ta sẽ nhìn từ chính diện luôn, mặt kính zin lúc nào nó cũng dày, rất là dày hơn mặt kính lô rất là nhiều, và nó bo cảnh rất là bằng, bao cảnh rất là sắc sảo, sắc nét, và nó không bị hở, không bị cong, không bị bên. Nó hơi bầu ngay những cái góc cạnh này, nó bầu lên. Đó, nó bầu lên. Tương tự ở dưới cũng vậy, nó bầu hết và nhìn vô bên trong rất đẹp. Còn mặt kính lô thì nó bằng thẳng luôn, nó thẳng riếng luôn, nó mỏng hơn nhưng mặt kính nhìn rất là nhiều. Tương tự ở dưới cũng vậy. Còn bàn phím lô thì chắc chắn là sẽ thấy khác biệt rồi. Đây, bàn phím zin luôn nha, zin 100% nha, đẹp, đèn phím sáng đều, vàng, đẹp. Còn phím thay thì nó cao cấp nhưng mà nó cũng không thể nào được 10 với zin được, nó chỉ 9,9 10 với zin thôi. Còn mấy phím lô đẻo kia thì mình không đề cập làm gì, rất là gớm. Đó, các bạn nhìn kỹ nha, chỗ này là chỗ ăn tiền nè. Đẩy xuống đó. Zin là sao? Zin là nhìn đèn đó, nó nổi đèn lên đó. Lô nó cũng nổi nhưng mà rất là ít, rất là khó thấy. Đồ zin nè. Nổi lên. Nổi lên, nổi đèn lên, nổi đèn lên. Đồ lô nè. Những cái cạnh mà kính zin á rất là khó gãy. Nha, yeah, nhìn nó rất là dài, dài cực kỳ dày luôn. Và nó bầu qua bên. Còn cái của lô thì nó khoảng tưng, rất là mỏng. Này là cao cấp á, với linh kiện cao cấp á, nên á, cái này là loại cao cấp nhất, cho nên nó còn dài đó, nhiều cái loại lô hạt mega nhìn mỏng gớm nữa. Còn này là đẹp rồi đó, nhưng mà không thể nào so với zin được, nó 9,910 với zin thôi. Còn máy ruột thì zin 100%, cam kết với các bác và bảo hành cho các bác 1 năm. Nói 1 năm thôi chứ 2 năm, 3 năm, 4 năm em bảo hành, tức là men bảo hành tẹt ra trong bất kỳ vấn lúc nào các bác sử dụng, có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến máy bị trục trặc hay gì đó em đều hỗ trợ hết. Các bác mua hàng bên trung tâm thế giới của Vincolan là chỉ việc dùng trải nghiệm và sử dụng, và có bất kỳ vấn đề gì thì hãy để đến trung tâm thế giới của Vincolan xử lý hoàn toàn tất cả mọi việc cho các bác. Alo 123, alo 123, alo 12345, alo 12345, nghe rất là chuẩn, rất rõ luôn các bác ơi. Ngoài ra thì bên em còn cung cấp cả bao da cho điện thoại 8600, bao da cầm tay và bao da đeo thắt lưng zin địch. Thì hai mẫu này, mỗi mẫu có 5 màu, gồm có màu trắng, màu đen, thiên nhám đen bóng nè, màu vàng, màu nâu. Và như vậy là clip giới thiệu về sản phẩm Nokia 8600 Luna và phân biệt Nokia 8600 Luna hàng nguyên zin và hàng sơn lại đã kết thúc tại đây. Và xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình quan tâm theo dõi của tất cả các bác từ đầu buổi video đến cuối buổi video này, và xin cảm ơn tất cả các bác một lần nữa, và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những buổi giới thiệu sản phẩm tiếp theo tại trung tâm thế giới thực cổ Vincolan. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.